Sau 15 năm thì hôm nay Nam mới được đi họp lớp với các bạn học đại học. Ai bảo Nam đi du học rồi còn làm việc luôn ở nước ngoài cơ. Bọn tớ ở đây nha, cứ 2 năm một tớ lại tổ chức họp lớp một lần, vui lắm. Chính vì vậy mà Nam cảm thấy ân hận. Ân hận vì nhiều điều. Thôi, chị bắt xe về đây. Ok chị, lúc trước đã thỏa thuận là hôm nay Nam sẽ đưa chị về mà. Chị cũng đã đồng ý rồi còn gì. Tớ đồng ý rồi á? Ừ. Chắc lúc trong kia uống say quá nên là tớ không để ý, quên mất rồi. Thôi, lên xe đi. Nam về hẳn hay lại sang bên kia? Nam cũng chưa biết nữa. Suốt ngày lo học hành sự nghiệp, ở đâu cũng được, nhưng cũng phải tính đến chuyện lập gia đình đi nhá. Nam vẫn đang nặng lòng với một cô gái. Thì phải quên đi mới yêu được người mới chứ. Nhưng Nam vẫn không quên được. À, chị có muốn nghe một bản nhạc không? Để Nam bật cho chị nghe nhé. Em về rồi à? Hôm nay đi họp lớp cũng vui không? Bạn thời đại học ấy là vui nhất đấy. Vâng ạ. Có khi em vào đi tắm đi, anh để quần áo sẵn rồi. Giữa ngủ chưa anh? Còn chưa ngủ, vẫn còn đợi bố vào đọc truyện. Thế anh vào đọc truyện cho con đi. Phần báo cáo số liệu từ lần sau ấy, chị cứ làm theo cách của Nam, đảm bảo sẽ rất nhanh. Cảm ơn Nam. Thế khi nào đoàn đến kiểm tra? Ngày mai họ đến để kiểm tra cuối toán 2 năm gần đây. Thế thì cũng nhiều việc phải làm đấy. À, bây giờ Nam sẽ cài cho chị một phần mềm. Ứng dụng của phần mềm này rất tiện lợi, chị chỉ cần bật máy, nhập password, tất cả mọi dữ liệu sẽ kết nối với máy của Nam. Cảm ơn Nam. Ngày xưa chị có nhớ Nam đã từng nói cái nghề kế toán rất là vất vả đối với phụ nữ. Nếu mà có cơ hội, có điều kiện, Nam sẽ cho vợ mình đi học một nghề khác. Chị nhớ. Bây giờ khi mà có tiền rồi thì cái điều đó mình lại không thực hiện được. Chị phải về đấy. Chị. Chị à, bây giờ nhá, chị theo dõi biểu. Không hiểu thì phải hỏi ngay nhá. Ừ.
cho chị thêm vài dữ liệu nữa để phòng khi đoàn kiểm tra người ta hỏi. Thôi chị chờ mắt một lúc đi nhá. Cảm ơn Nam. Thế nhá. Ừ. Bye bye. Dậy đi em. Dạ. Dậy thôi, 6 giờ hơn rồi. Đồ ăn sáng anh nấu sẵn rồi. Em ra đánh răng rửa mặt rồi vào ăn sáng nhé. Anh đưa con đi học bây giờ rồi đi làm luôn. Cảm ơn anh. Công việc đã hoàn thành xong. Cảm ơn Nam nhé. Nếu như không có Nam thì chắc chắn là chị sẽ không thể hoàn thành được nhiệm vụ này rồi. Sao chị lại nói thế? Được giúp chị là niềm vui của Nam mà. Đáng lẽ ra người ở trong ảnh này phải là Nam mới đúng. Là tại chi? Chi cũng nghĩ rằng Nam sẽ không về nước nữa. Là chi không đợi được. Chi, là lỗi của Nam. Chỉ vì Nam đã quá mải mê, quá mải mê phấn đấu, Nam đã quên mất một điều: sự chờ đợi của người con gái là có giới hạn. Hãy cho Nam một cơ hội để sửa sai, được không? Chiều nay Nam dọn đến nơi ở mới, chị đến giúp Nam xếp đồ nhé. Ơi, này cô kia, cô không thấy đèn vàng à? Dừng xe lại chứ. Tôi xin lỗi, tôi không để ý. Bằng tuổi này ấy, không tập trung ấy, có ngày bị trả giá đấy. Đèn vàng phải dừng lại. Nếu không dừng lại sẽ phải trả giá đấy. Xin lỗi Nam, chị không thể đến nhà mới của Nam như đã hứa. Mình đã có một mối tình đầu thật đẹp, một mối tình thật đáng nhớ với biết bao nhiêu kỷ niệm. Nhưng tất cả đã là quá khứ rồi. Chúng ta phải sống với hiện tại. Hiện tại là chị đã có một gia đình và chị yêu gia đình của mình. Hiện tại là Nam phải có một gia đình riêng. Dưa. Con chào mẹ ạ. Dưa của mẹ hôm nay tập xe đấy à? Vâng ạ. Để anh ra xe cho. Ôi kìa, em bị ốm hay sao mà da mặt xanh xao thế? Cảm rồi. Hai mẹ con vào nhà trước, anh chạy ù ra chợ mua quả trứng gà về luộc rồi đánh gió cho em nhé. Vâng ạ. Mẹ ơi, hôm nay bố dạy cho con biết đi xe đạp rồi đấy ạ. Vậy à, dưa của mẹ giỏi quá. Nào, đi vào nhà với mẹ.